Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Trung tâm nghiên cứu và nhân giống thủy sản Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương sản xuất thành công giống cá nheo Mỹ. Xã Kỳ Phú, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình phát triển trồng cây bùi hay còn gọi là cây chám đen. Vườn quốc gia Xuân Thủy, huyện Sao Thủy, tỉnh Nam Định phát triển hoạt động du lịch sinh thái. Ngành giáo dục đào tạo tỉnh Hưng Yên đã đưa ra nhiều giải pháp để học sinh có nhà vệ sinh sạch sẽ trong năm học mới. Gia tăng tình trạng học sinh trung học phổ thông đi xe máy tham gia giao thông. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Nghiên cứu và Nhân giống Thủy sản Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương vừa tổ chức hội thảo đầu bờ đánh giá kết quả dự án tiếp nhận kỹ thuật sản xuất giống cá nheo Mỹ trên địa bàn tỉnh. Cá nheo Mỹ là đối tượng nuôi đã được đưa vào nước ta từ năm 2010 với nhiều ưu điểm: cá phàm ăn, nhanh lớn, ít bệnh tật, chất lượng thịt cá thơm, ngon, giá bán cá thương phẩm từ 70 đến 80 nghìn đồng một kg. Từ năm 2018 đến nay, Trung tâm Nghiên cứu và Nhân giống Thủy sản Tứ Kỳ đã tiếp nhận và làm chủ các quy trình kỹ thuật nuôi dưỡng đàn cá nheo Mỹ bố mẹ với số lượng 500 con, kích cỡ từ 2 đến 3 kg một con. Bước đầu sản xuất được 20.000 con giống cá nheo Mỹ, đáp ứng nhu cầu cung ứng giống thủy sản cho các hộ nuôi thương phẩm. Việc sản xuất thành công giống cá nheo Mỹ góp phần giảm giá thành con giống, nâng cao thu nhập cho các hộ nuôi cá nheo Mỹ thương phẩm, đáp ứng nhu cầu con giống có nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo cho các hộ nuôi trồng thủy sản tại địa phương. Đợt 1 năm 2019, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đã lựa chọn 3 xã đăng ký theo nội dung mỗi xã một sản phẩm. Trong đó, xã Trác Văn chọn sản phẩm rau hữu cơ đảm bảo an toàn, xã Hoàng Đông chọn sản phẩm mây giang đan ngọc động và xã Đội Sơn với sản phẩm trống. Hiện nay, ngành chức năng của tỉnh và huyện Duy Tiên đang hướng dẫn các xã hoàn thiện thủ tục hồ sơ, đề nghị Ủy ban dân tỉnh lựa chọn. Trên cơ sở đó, Ủy ban dân tỉnh hỗ trợ kinh phí đào tạo, tuyên truyền quảng bá nhằm tôn vinh giá trị sản phẩm làng nghề truyền thống của mỗi địa phương. Thưa quý vị và các bạn, hình ảnh những vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp công nghệ cao là hướng đi mà huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình đang triển khai cho phát triển nông nghiệp. Nhờ quy hoạch tập trung phát triển theo hướng hàng hóa tại nhiều vùng chuyên canh nông nghiệp, giá trị sản xuất trên mỗi hecta có thể mang lại hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Tiền Hải đã xây dựng hơn 30 cánh đồng lớn với diện tích khoảng 1.900 hecta. Với việc hình thành vùng chuyên trồng lúa, nông dân các địa phương không còn phải lo chuyện được mùa mất giá nữa. Toàn bộ sản phẩm được các công ty thu mua hết. Trung bình mỗi vụ, các công ty thu mua khoảng 18.000 tấn thóc. Với giá thu mua cao hơn giá lúa thường khoảng 1,3 lần, tính ra mỗi hecta, nông dân thu về 60 triệu đồng một vụ, lợi nhuận bình quân 30 triệu đồng một hecta một vụ. Sau khi mà liên kết với công ty, thì nhân dân phấn khởi nhất là được bao tiêu sản phẩm và đã tạo ra một cái kinh tế mới nhất. Thì vật tư, thí dụ thuốc sâu, rồi phân bón đã chậm, hợp tác xã đầu tư hết, đến mùa là mình cân thóc cho công ty, sau đó là trừ đi, thì nhân dân là rất phấn khởi. Tại xã Vân Trường đã hình thành được vùng chuyên canh cây rau màu với diện tích 30 hecta, sản xuất luân canh 5 vụ một năm. Xây dựng vùng chuyên canh với sự đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ, việc sản xuất thuận lợi đã góp phần nâng cao giá trị sản xuất trên một đơn vị canh tác, tăng thu nhập cho bà con nông dân. Như gia đình nhà tôi thì tôi cứ trồng một năm là 3 vụ, mà mỗi một vụ là cứ chăm được tốt mà quả nó to thì khi người ta đến người ta thu mua thì giá thành như năm nay là nó cao thì cũng được khoảng độ 10 triệu trên 10 triệu một sào. Nhờ đẩy mạnh phát triển vùng chuyên canh nông nghiệp và những thay đổi tích cực từ việc xây dựng mối liên kết sản xuất mà đời sống của nông dân huyện Tiền Hải đã có được sự thay đổi đáng kể. Diện mạo của vùng quê ven biển đầy sức sống đang tiếp tục được hình thành và phát triển. Kỳ Phú là một xã vùng cao của huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, với địa hình đồi núi xen kẽ khí hậu mát mẻ phù hợp cho một loại cây lưu niên phát triển. Đó là cây bùi hay còn gọi là cây chám đen. Đối với người dân Kỳ Phú, cây bùi xuất hiện từ bao giờ luôn là một câu hỏi khó, bởi ngay cả những người cao tuổi như ông Phong cũng không nhớ được. Từ nhiều thế hệ trước, cây được trồng phổ biến là nguồn thức ăn chính trong mỗi gia đình, nhất là ở ba bản Ao, Cả, Sau, tức xã Kỳ Lão trước kia, là nơi tập trung của cây bùi. Thương hiệu bùi Kỳ Lão rất được ưa chuộng bởi loại quả ở đây thường thơm, ngon hơn ở những bản làng khác.
Tuy nhiên, có một khoảng thời gian, cây bùi bị chặt hạ nhiều. Để thay thế các cây trồng mới có giá trị kinh tế cao hơn như cây mía, dứa, chè. Đến nay, cả xã Kỳ Phú cũng chỉ còn hơn 200 cây, nhiều nhất vẫn là ở bản ao. Mới đây, Chi cục Kiểm lâm thực hiện dự án phát triển vùng cây bùi Kỳ Lão kết hợp nâng cao hiệu quả kinh tế trên đất đồi rừng với diện tích 10 hectare, trồng khoảng 4.000 cây. Dự án này hứa hẹn góp phần khôi phục loại cây này. Tỉnh và các cấp trên mà cũng quan tâm về đồng bào chúng tôi để là muốn lưu giữ lại cây bùi này là chúng tôi rất cảm ơn, để là muốn là thông tin để đưa cái cây bùi của Kỳ Lão là cái thương hiệu chính nhân rộng ra trong toàn trong xã Kỳ Phú, đặc biệt là ba bản Kỳ Lão, thì chúng tôi cũng muốn mong muốn các chính sách là muốn đưa để tập trung làm thế nào để có cái cây bùi này nó có hiệu quả mà có cái thương hiệu là người Kỳ Lão và dòng bùi người Kỳ Lão. Những năm gần đây, khi người dân ưa chuộng thực phẩm sạch, dân dã, thì món bùi cũng trở thành đặc sản. Giữa thị trường đa dạng của các loại thực phẩm, quả bùi được nhiều người tìm mua với giá thành cao. Thương hiệu bùi Kỳ Phú có nhiều cơ hội phát triển. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có 29 cụm công nghiệp được quy hoạch, trong đó 24 cụm công nghiệp đã thành lập và đang hoạt động. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, các cụm công nghiệp vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, đặc biệt là công tác quản lý, đầu tư xây dựng hạ tầng còn nhiều bất cập, chưa hợp lý. Do đó, làm gì để nâng cao năng lực, quản lý và phát huy hơn nữa hiệu quả của các cụm công nghiệp là vấn đề mà các ngành chức năng luôn quan tâm. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 29 cụm công nghiệp được quy hoạch, trong đó 24 cụm công nghiệp đã thành lập và đang hoạt động, thu hút 854 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc, vốn đăng ký gần 17.000 tỷ đồng, chiếm 7,9% tổng số vốn đăng ký của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh những đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh, thì việc đầu tư về hạ tầng, quản lý và vận hành các cụm công nghiệp này vẫn còn nhiều bất cập. Trong đó, vấn đề mấu chốt là chưa có cơ chế chính sách và chương trình hỗ trợ kịp thời. Việc tồn tại các mô hình chủ đầu tư hạ tầng chưa phù hợp, nên cơ sở hạ tầng phần lớn các cụm công nghiệp còn yếu kém. Thêm vào đó, công tác phối hợp quản lý nhà nước chưa tốt, dẫn đến hiệu quả thu hút đầu tư chưa cao. Trước thực trạng trên, Sở Công Thương đã tổ chức hội thảo khoa học giải pháp nâng cao năng lực quản lý nhà nước đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Thành phần tham dự là lãnh đạo các sở ban ngành, địa phương liên quan và Sở Công Thương một số tỉnh thành khu vực phía Bắc. Tại hội thảo đã có gần 30 ý kiến đóng góp trực tiếp và bài tham luận của các sở ban ngành địa phương trong tỉnh, đại diện Cục Công Thương địa phương và một số tỉnh khu vực phía Bắc. Nội dung tham luận đã chỉ rõ nguyên nhân, đề xuất các giải pháp khắc phục, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Vai trò quản lý của nhà nước thì phải tập trung có một đầu mối, một cơ quan làm chủ trì thực hiện cái quản lý trong cái cụm công nghiệp, trong cái vấn đề hạ tầng cụm nghiệp, trong cái công tác kiểm tra, giám sát những vấn đề về cái quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết trong cụm nghiệp. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp nội dung chương trình. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hưng Yên vừa phối hợp với Viettel Hưng Yên và Ủy ban Nhân dân xã Tam Đa, huyện Phù Cừ tổ chức lễ khánh thành ngôi nhà 100 đồng cho bà Vũ Thị Gái ở thôn Cự Phú, xã Tam Đa. Đây là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hưng Yên lần thứ 5, nhiệm kỳ 2019-2024. Bà Vũ Thị Khái là con liệt sĩ Vũ Văn Tý, bản thân bà là người khuyết tật không có thu nhập riêng, hiện sống đơn thân cùng với gia đình em trai. Công trình ngôi nhà 100 đồng được khởi công xây dựng từ ngày 10 tháng 7 năm 2019, có diện tích 42m², kinh phí gần 160 triệu đồng. Trong đó, kinh phí hỗ trợ từ quỹ ngôi nhà 100 đồng do cán bộ thanh niên, công nhân viên Viettel đóng góp là 85 triệu đồng, còn lại là của gia đình. Ngoài ra, các tổ chức hội đoàn thể xã, thôn cùng họ hàng và bà con hàng xóm đã hỗ trợ nhiều ngày công lao động. Đại diện các đơn vị tài trợ còn trao tặng các phần quà là những vật dụng cần thiết trong sinh hoạt cho bà gái. Thời gian qua, việc hoạt động du lịch sinh thái của Vườn Quốc gia Xuân Thủy, huyện Sao Thủy, tỉnh Nam Định đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần đẩy mạnh công tác quảng bá và tăng cường hơn nữa sự tham gia của cộng đồng vào hoạt động du lịch sinh thái của địa phương. Để điều hành và tổ chức hoạt động du lịch sinh thái, Vườn Quốc gia Xuân Thủy, huyện Giao Thủy đã thành lập Ban Giáo dục Môi trường và Dịch vụ Môi trường.
Đơn vị cũng thường xuyên thuê khoán nhân công lao động phổ thông theo mùa vụ để nâng cao chất lượng các dịch vụ cung cấp, xây dựng được 4 tuyến du lịch để phục vụ khách tham quan, tạo mối liên kết chặt chẽ trong việc nhận tour, tổ chức tour và đảm bảo an toàn cho tour. Hiện khu lưu trú tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy có khoảng trên 80 hộ tham gia cung cấp các dịch vụ du lịch tại khu vực như lưu trú, ăn uống, vận chuyển khách, hướng dẫn viên, phục vụ được từ 70 đến 80 khách tham quan. Dịch vụ ăn uống có thể phục vụ từ 150 đến 200 khách. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Nam phối hợp với Tổ chức Bảo tồn Động vật Hoang dã Quốc tế FFI tổ chức hội nghị tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ rừng và loại vọc mông trắng cho các em học sinh huyện Kim Bảng. Hiện nay tại vùng rừng núi Đá Vôi của huyện Kim Bảng, Tổ chức Bảo tồn Động thực vật Hoang dã Quốc tế FFI đã phát hiện quần thể vọc mông trắng với số lượng khoảng 73 con. Đây là một trong 25 loài linh trưởng đặc biệt quý hiếm được ghi trong sách đỏ Việt Nam. Nhưng hiện nay loài quần thể này đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi việc săn bắt của con người và nạn khai thác tài nguyên núi rừng bừa bãi. Trong khuôn khổ buổi tuyên truyền, các em học sinh của ba trường tiểu học Thanh Sơn, Liên Sơn và thị trấn Ba Sao đã được truyền tải những thông tin về vai trò tác dụng của hệ sinh thái rừng đối với cuộc sống con người, tìm hiểu về giá trị, mức độ nguy cấp, tầm quan trọng của việc bảo vệ động vật hoang dã, nhất là loài vọc mông trắng, loài linh trưởng quý hiếm ở Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, vào đầu năm học mới, bên cạnh việc nâng cao chất lượng giáo dục, thì một vấn đề đáng quan tâm là công trình nhà vệ sinh trường học. Làm thế nào để học sinh có nhà vệ sinh sạch sẽ, không còn phải sợ khi đi vệ sinh ở trường, sẽ là vấn đề được chúng tôi đề cập trong phóng sự sau đây. Ngay từ cuối năm học trước, huyện Phù Cừ đã đầu tư xây mới 11 nhà vệ sinh và nâng cấp cải tạo 15 nhà vệ sinh cho học sinh. Đến đầu năm học mới này, cơ bản các nhà vệ sinh này đã được đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu của học sinh về khu vệ sinh trường học đạt chuẩn, sạch sẽ, hợp vệ sinh. Từ khi nhà trường có cái nhà vệ sinh mới, em cảm thấy rất thoáng mát và sạch sẽ và không còn mùi hôi như trước nữa. Nhà trường thường xuyên tuyên truyền tới toàn thể các em học sinh về việc giữ gìn sử dụng khu vệ sinh học sinh, làm nào để đảm bảo cái vấn đề vệ sinh hàng ngày cho các em. Nhờ sự quan tâm đầu tư của huyện và chính quyền các xã, thị trấn, mà đến nay 80% số trường học trên địa bàn huyện Phù Cừ có công trình nhà vệ sinh đảm bảo vệ sinh. Hàng năm, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Cừ rà soát kiểm tra thực tế những trường có nhà vệ sinh xuống cấp, chưa đạt chuẩn để trình Ủy ban Nhân dân huyện đầu tư xây dựng mới hoặc nâng cấp sửa chữa. Mục tiêu hướng tới của giáo dục Phù Cừ trong thời gian tới là sẽ song hành hai cái vấn đề. Đề thứ nhất là trong việc nâng cấp sửa chữa để tiến tới cái nhà vệ sinh đảm bảo các yêu cầu tiêu chuẩn hợp vệ sinh. Cái thứ hai nữa là cũng làm tốt công tác tuyên truyền đến ý thức sử dụng cái nhà vệ sinh cho học sinh. Đây là hình ảnh công trình nhà vệ sinh của trường Trung học cơ sở xã Quảng Lãng vào đầu năm học trước. Khu vệ sinh lạc hậu, không tự hoại từng là nỗi ám ảnh với các em học sinh. Trong năm học mới này, để khắc phục tình trạng trên, Ủy ban Nhân dân xã Quảng Lãng cùng với hội cha mẹ học sinh đã đầu tư xây mới khu vệ sinh. Dự kiến vào đầu tháng 10, công trình này sẽ đưa vào sử dụng. Nhà vệ sinh này thì sẽ đảm bảo về tiêu chuẩn thì đã đảm bảo tiêu chuẩn về số mét vuông trên học sinh và đạt tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bên cạnh cơ sở vật chất thì các trường học cần phải làm tốt việc dọn dẹp khu vệ sinh ở trường mình. Sau khi được Ủy ban Nhân dân huyện Văn Giang đầu tư xây mới 2 nhà vệ sinh vào năm 2017 và 2018, trường tiểu học xã Liên Nghĩa đã mua sắm máy phụt rửa, thuê người lau dọn nhà vệ sinh sau mỗi buổi học. Với số lượng học sinh đông trên 1.000 em, song hai khu vệ sinh của trường luôn sạch sẽ, đem đến sự hài lòng cho học sinh. Cháu cảm thấy nhà vệ sinh rất sạch sẽ, thơm tho. Cháu rất là thích đi vệ sinh ở trường. Vệ sinh của nhà trường là được chú trọng lên hàng đầu, vì xác định cho các em đến trường nó phải thoải mái và nó đến trường nó vui vẻ, chứ không thể là đến trường mà trong một cái tâm trạng là lúc nào cũng chỉ như là buồn bực và khó chịu. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, toàn tỉnh còn khoảng 400 nhà vệ sinh trường học bán kiên cố hoặc tạm bợ đang xuống cấp và chưa đạt chuẩn, chưa đảm bảo vệ sinh. Đây là vấn đề cần được ngành giáo dục và các cấp chính quyền địa phương quan tâm, chú trọng trong thời gian tới, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về những giải pháp đảm bảo công trình vệ sinh, nước sạch trong học đường tại hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 vừa qua.
Nếu như trước đây, bà con có việc hoặc đi làm về khuya luôn nơm nớp lo lắng bởi phải lưu thông trên các tuyến đường làng tăm tối, thì nay với công trình thắp sáng đường quê, người dân ở thôn Phượng Hoàng, xã Hùng Cường, thành phố Hưng Yên đã yên tâm khi tham gia giao thông vào ban đêm. Tình trạng trộm cắp vặt cũng đã không còn. Trên đoạn đường dài 1,5 km đã được lắp đặt 13 cột đèn với tổng kinh phí 142 triệu đồng. Từ sự ủng hộ của cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, Công ty Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên cùng nhiều ban ngành đoàn thể thuộc thành phố Hưng Yên. Mô hình thắp sáng đường quê đã thực sự giúp người dân xã Hùng Cường thuận tiện lưu thông vào ban đêm, đảm bảo an ninh trật tự. Mong rằng với ý nghĩa thiết thực trong thời gian tới, mô hình này sẽ được nhân rộng tại nhiều tuyến đường làng. Hội cựu chiến binh xã Gia Tường, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình vừa tổ chức ra mắt mô hình nhà sạch vườn đẹp tại thôn Ngọc Thự. Đây là mô hình được cựu chiến binh chọn làm điểm để nhân rộng tại mô hình khu dân cư mới kiểu mẫu. Mô hình gồm 55 thành viên hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện. Các hộ gia đình thành viên thực hiện các nội dung gồm đồ đạc được sắp xếp ngăn nắp, các phòng ở, bếp, nhà vệ sinh, sân ngõ được vệ sinh hàng ngày, phân loại rác thải, đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, khu vườn được quy hoạch khoa học, khu chuồng trại bố trí hợp lý, không lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, không gây ô nhiễm môi trường. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa của Hội cựu chiến binh nhằm gắn trách nhiệm và nâng cao ý thức cho hội viên trong việc bảo vệ môi trường, góp phần hoàn thiện các tiêu chí trong xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Từ hiệu quả hoạt động của mô hình, Hội cựu chiến binh xã sẽ vận động tới 100% gia đình hội viên tham gia đăng ký và thực hiện sạch nhà, sạch bếp gắn với vệ sinh an toàn thực phẩm, nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp. 100% hộ gia đình hội viên cựu chiến binh trang bị giỏ rác, tổ thuốc tại nhà. Mô hình nhằm phát huy hơn nữa vai trò chủ thể của người dân nói chung và cựu chiến binh nói riêng trong xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên các tuyến đường không khó để phát hiện hình ảnh học sinh đi xe mô tô, xe gắn máy đến trường. Điều đáng nói là có rất nhiều học sinh tham gia giao thông bằng xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm. Ghi nhận tại tỉnh Hải Dương. Vẫn dừng lại. Những hình ảnh được ghi nhận tại thành phố Hải Dương, huyện Gia Lộc, Cẩm Giàng và thành phố Chí Linh. Rất nhiều học sinh đi xe máy đến trường. Tại cổng trường Trung học phổ thông Cẩm Giàng giờ tan học, phần lớn học sinh đi xe đạp điện và xe máy đến trường. Trong đó nhiều em điều khiển mô tô xe máy trên 50 phân khối. Mặc dù nhà trường đã có quy định cấm học sinh sử dụng xe máy phân khối lớn đến trường, nhưng các em vẫn cố tình vi phạm. Trường em rất nhiều học sinh đi xe máy nhỉ? Hầu như đi xe máy. Em bọn em cố tình vi phạm. Chắc là thầy cũng biết trên trường nào cấm mà chỉ đi 50 phân khối 50 trở xuống thôi. Tương tự tại huyện Gia Lộc, không khó để bắt gặp những chiếc xe máy trên 50 phân khối do các em học sinh điều khiển. Theo quy định, người đủ sức khỏe, đủ 18 tuổi mới được đào tạo, sát hạch cấp giấy phép điều khiển mô tô loại xe từ 50 phân khối trở lên. Tuy nhiên, thực trạng học sinh chưa đủ tuổi cấp giấy phép lái xe lại đi xe máy không đúng phân khối quy định đang gia tăng. Trong khi đó, nhận thức về luật giao thông đường bộ của các em còn hạn chế. Vì vậy, học sinh đi xe máy luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Nhận thức được điều này, ngay từ đầu năm học mới, các nhà trường đã tuyên truyền nhắc nhở và triển khai các văn bản chỉ đạo của các cấp và ngành giáo dục về việc đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh, đặc biệt là việc cấm học sinh đi xe máy phân khối lớn đến trường. Đối với việc em đi xe máy đến trường thì chúng tôi cũng đều cho rà soát và cũng đã cam kết với phụ học sinh. Tất cả các xe máy đó thì đều đảm bảo là dưới 5 phân khối thì theo đúng cái luật an toàn giao thông bộ. Và tất cả các cái xe mà trên 5 phân khối thì chúng tôi đều phối hợp cùng với gia đình và các cái lực lượng chức năng trong trường để tuyên truyền và yêu cầu các em học sinh không được sử dụng các loại xe máy đó đến trường. Không những vậy, tình trạng học sinh đi xe máy phóng nhanh vượt ẩu, đi hàng ngang và không đội mũ bảo hiểm vẫn diễn ra hàng ngày. Việc tuyên truyền nhắc nhở và vận động các em chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ không chỉ của nhà trường, gia đình mà là của các cấp ngành và các cơ quan chức năng. Trong các cái cuộc họp giao ban hoặc làm việc với hiệu trưởng các trường trung học phổ thông ấy, thì chúng tôi cũng nhắc nhở và thường xuyên
đôn đốc các đồng chí kiểm tra giám sát và có những hình thức nhắc nhở các em đi xe phân khối mà không theo quy định. Hơn ai hết, chính bản thân các em phải ý thức chấp hành luật giao thông, gia đình cần phải giám sát, nhắc nhở và không giao xe máy cho con em mình điều khiển khi chưa đủ tuổi quy định. Đặc biệt, nhà trường cần có biện pháp tuyên truyền kết hợp với răn đe, như vậy mới đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh khi tham gia giao thông hàng ngày. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.